Cái nào em sai em xin lỗi anh, đúng chưa? Còn này tự anh gọi cho em. Bây giờ em hỏi anh nè, tất cả các bạn ở trên TikTok chẳng lẽ giờ hả người ta lôi tên anh ra đó, sao anh không đi gọi đi? Các bạn này thì anh không có để ý, bởi vì anh không có đôi qua các bạn. Ngày nào em thấy anh cũng lên TikTok anh like hết, làm sao mà anh không biết trên cộng đồng mạng đang nói gì về anh? Còn em không hề nói gì hết. Chắc chắn là mày không nhắc đến anh không? Đúng rồi anh. Bây giờ anh đưa clip ra đi, em nói gì anh? Ủa, đóng phạt 37,5 củ là gì? Ủa, em giỡn mà. Ủa, cái chuyện này báo chí truyền thông cũng nói mà anh, đâu phải mình anh nói. Mày nói xong chưa? Tại sao mày nhắc đấy hả? Anh nói chuyện vô lý quá nên là hả, em phải nói đó. Còn nếu như anh muốn hẹn gặp em, anh cứ việc thẳng thắn cho em địa chỉ, thời gian. Và anh nói luôn với em luôn là anh đi bao nhiêu người ra gặp em, hay là mình em với anh? Anh đi một mình. Ok, nếu anh đi một mình vậy thì anh cho em cái hẹn đi. Em hứa anh đi một mình, bên đây đi một mình. Và bây giờ anh sẽ đi một mình 4 ngày nữa là anh sắp xếp cho bố anh ra viện xong anh vào. Thì vào việc đầu tiên anh sẽ gặp em. Anh hứa anh đi một mình, anh đi một mình chắc chắn. Ở bên này em chơi rất nét. Anh đi một mình là em đi một mình. Đó là cái em nói, còn anh cứ đi hỏi khác. Em ở trong nghề là từ nào giờ 17 năm em không đụng chạm tới ai hết. Nhưng đừng ai đụng tới em. Còn đánh em một cái là em đánh là một cái liền. Bây giờ này nha, mày bây giờ cho mày 10 phút nữa mày nói hết đi. Anh ngồi nghe mày xong anh nói. Nói đi, tên anh và nam em nữa. Yeah. Ủa anh cứ nhắc hoài chuyện đó vậy. Em livestream, em không nhắc gì tới hết trơn á. Còn cái chuyện mà mấy con kia nó tâu lại với anh gì á, bản thân anh và bà kia tự nhột. Còn nói tên là tất cả các cộng đồng mạng này nói tên, chẳng lẽ giờ anh đi gọi điện cho từng người? Từ bữa giờ anh thử anh lướt TikTok, anh tra Google cái tên anh với bà thử coi biết bao nhiêu người. Vậy chẳng lẽ anh đi kiếm điện số điện thoại hẹn ra gặp mặt luôn một lần, đúng không? Không có nghĩa là chúng nó sủa là anh phải cắn lại. Nhưng không có nghĩa rằng là anh sẽ để cho chúng nó cắn mãi. Em nghe không? Hẹn anh. Có câu này sao? Chắc chắn cầu chính gặp mày. Bởi vì mày là thầy giáo dạy model đúng không? Mày làm với cả bên con Yến Phi, mày gọi Hương Ly, mày còn trốn biệt các xe đó để ra vách tao. Thôi cái việc anh của chúng mày đâu. Anh nghe nè, anh là ai cũng kệ. Anh là ai cũng kệ, em không quan tâm. Em không quan tâm. Nên nhớ này em này, anh nói này, hãy giữ khi mà mình còn có thể sửa. Em nói anh nghe nè, cái này hả, tự anh nhột anh lên tiếng với em. Còn em nói anh nghe. Mày bảo tao nhột đúng không? Mày bảo tao đúng chưa? Em nói anh nghe nè, để nói anh nghe hết. Bây giờ mày hỏi tao thì tao trả lời mày bảo tao nhột đúng không? Ủa anh? Ủa gì chứ ai nhắc tới anh? Mà tự nhiên anh gọi điện cho em. Bây giờ anh nói con Yến Phi ra, rồi anh kêu Hương Ly này nọ các kiểu. Em nói anh nghe nè, làm show ai cũng nở chứ anh. Trời ơi, là một đơn vị hả, tổng quản tổ chức một cái cuộc thi hoa hậu lớn mà còn nợ tới hả vậy mà. Ủa rồi bây giờ em hỏi nè, bạn của anh có nợ không? Bây giờ em chỉ hỏi anh trả lời em thôi, em hỏi gì anh trả lời đó thôi. Bạn của anh nợ không? Đúng không? Bạn không ai cũng nợ hết trơn, em nợ kìa. Mình người ta rồi mày nhờ người ta bút phơ luôn. Anh ơi, em nói nghe nè. Em nợ kẻ em nợ kẻ em, không có liên quan gì tới anh đó, không có liên quan gì tới. Để mà tới nỗi anh phải đem câu chuyện lên anh thể hiện với mấy con bánh bèo. Trời ơi, anh nhiệt kỳ anh. Trời ơi, đàn ông nhiệt kỳ vậy. Đúng không, đàn ông nhiệt kỳ. Bây giờ anh đem câu chuyện gì ra đi, anh kêu mọi người ra ngồi nghe đi. Tự thử coi mọi người nói em hay là nói anh. Anh cũng nợ cái buồn rất là hay, có đèn làm xô không cho nợ tiền. Còn em nói anh nghe nè, anh nghe con Yến Phi nó nói á, thì anh nên nhớ giùm em một câu là ai mới là người đứng ra bút xô, anh hiểu không? Ai mới là người đứng ra bút xô nha. Tôi bây giờ như anh này cho kỹ. Còn bây giờ nói á, thì bây giờ anh cứ cho em cái hẹn đi. Anh cứ cho em một cái hẹn đi, anh nói 4 ngày nữa anh về anh gặp em thì cứ cho cái hẹn đi. Và khi mà mình ra mình hẹn gặp mặt nói chuyện á, là nếu muốn phát sóng trực tiếp luôn nha. Rồi á, đừng nói gì nữa hết, em nói gì kệ em. Khi nào em nhắc đúng tên anh thì lên tiếng, còn em không nhắc thì đừng lên tiếng.
Tại vì khi mà anh ra nói chuyện tự nhiên cái tôi đang nói chuyện, ủa em nói chuyện, em đang nói chuyện gì đó là chuyện của em. Chốt lại với mày một câu như này này, trong vòng những ngày tới tao vào, tao sẽ gặp mày. Tao chết rồi. Anh thăm em sợ quá. Em lớn rồi chứ phải nít 3 tuổi mà anh thăm hoài vậy. Cuộc gọi lúc 3 giờ đêm. Anh nói này, anh không có nhắc tên mày nữa rồi, nhưng mà anh thấy mày cứ nhai đi nhai lại hơi nhiều ấy. Đây em nói anh nghe nè, anh không có nhắc tên em thì em cũng không có nhắc tên anh ok chưa? Còn nếu như mà anh nói câu đó thì khắp cái cõi mạng thì ai cũng nhắc tới tên anh, nó nhắc thẳng tên anh luôn. Còn em, anh tự anh nhột thì nhảy trực 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 với em. Anh muốn ngày mai anh cho em cái hẹn luôn, ra em gặp mặt anh luôn. Khỏi cần phải đi mẹ anh Cường, khỏi cần thử coi từ bữa tới giờ ai nói đụng tới tên anh. Anh tự nhột anh giật 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 với mẹ. Anh làm như em sợ lắm vậy, anh cho em cái hẹn đi. Cà phê ở đâu? Em hứa với anh đi ra gặp anh luôn. Em chơi nét kiểu đó luôn. Em không phải con nít 3 tuổi. Vậy nói anh luôn, em cũng chả phải hả ham hố để nổi tiếng. Và cái tên của anh cũng không đủ để em đu bám để nổi tiếng. Anh không có nhắc tên mày nữa rồi, nhưng mà anh thấy mày cứ nhai đi nhai lại hơi nhiều ấy. Đây em nói anh nghe nè, anh không có nhắc tên em thì em cũng không có nhắc tên anh. Anh ok chưa? Anh ok câu chuyện chưa? Không nhắc tên anh hết trơn á. Còn nếu như mà anh nói câu đó thì khắp cái cõi mạng này ai cũng nhắc tới tên anh, nó nhắc thẳng tên anh luôn. Còn em, anh tự anh nhột thì nhảy giật 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 với em. Anh đừng có gọi điện thăm dọa em. Em phải con nít 3 tuổi để anh thăm dọa em. Hỏi thường phải điệt mẹ. Anh cứ đi ra, anh đưa ra thử coi từ bữa tới giờ ai nói đụng tới tên anh. Ôi ôi, anh làm như em sợ lắm vậy. Anh cho em cái hẹn đi. Cà phê ở đâu? Em hứa với anh đi ra gặp anh luôn. Em chơi nét kiểu đó luôn. Ra gặp là quay live stream cho mọi người coi luôn. Nha, ok không? Em không phải con nít 3 tuổi. Vậy nói anh luôn, em cũng chả phải hả ham hố để nổi tiếng. Và cái tên của anh cũng không đủ để em đu bám để nổi tiếng. Còn nếu như mà anh muốn hẹn em, anh cho em cái hẹn rõ ràng đi. Tối mai mấy giờ ở đâu? Alo. Dạ luôn này. Kevin à? Dạ đúng rồi, ai vậy? Cường chồng lắm em. Nghe nè anh. Thầy dạ. Mọi người nghe chứ mọi người. Mọi người nghe không? Ủa nó nghe nè. Chuyện vợ chồng, nếu như mà riêng tư á, muốn người ta không biết á, thì về nhà đóng cửa lại. Hai vợ chồng tự nói chuyện với nhau thì người ta không biết. Còn đằng này đem lên mạng xã hội câu dẫn truyền thông thì đồng nghĩa với cái việc là anh cũng thích nổi tiếng đúng không? Đừng nói với em là anh không thích nổi tiếng, đúng chưa? Nếu như mà anh không thích nổi tiếng thì chuyện vợ chồng của anh đem về nhà anh đóng cửa, anh tự nói chuyện với nhau thì sẽ không ai biết. Còn đằng này chuyện ăn không được, ngủ không được, một đêm làm bao nhiêu cái anh cũng đem lên trên TikTok để anh nói. Rồi anh cấm người ta. Ủa anh, cái câu chuyện riêng tư của anh đem lên trên mạng thì 1 triệu người, trong đó hết 99 triệu người là đã không ưa rồi, còn sót lại một số ít là ưa thôi. Ủa mà từ bữa tới giờ livestream em nói gì đụng chạm tới tên anh rõ ràng không? Tự nhận là mã giám sinh đúng không? Em nói từ bữa tới giờ nói mã giám sinh Thúy Kiều chứ em chưa hề lôi tên anh nha. Còn ở khắp cái cộng đồng mạng xã hội nè, ai cũng lôi tên anh ra hết. Nếu như mà em lôi tên ra em nói nữa thì thành ra nó nhàm, hiểu không? Nó không có đề tài để nói nữa. Anh tự nhột mà, tự nhột đúng không? Rồi 3 giờ sáng người ta xử sự đúng nghĩa một cái người đàn ông á, là có gọi điện thoại để nói chuyện với em thì là gọi riêng tư, chứ không phải là mở like lên rồi một bên cầm cái điện thoại, một bên mở loa để cho nguyên một đám bánh bèo ngồi nghe anh thể hiện. Em mà phải con nít 3 tuổi đâu anh mà anh thể hiện hoài.